Xin chào thầy cô, tôi là bạn anh sẽ em tôi chỉ sinh viên ba của ba sinh viên của em là siêu B02 HB0. Trong video ngày hôm nay của bài tập Outsourcing Marketing thì em có bài tập số 6 và đây là bài tập thì đó là tạo ra một chương trình body và thực hiện các chức năng làm chức chi vào trang web, like hoặc thả cảm xúc của bài bài viết ở đó web và comment vào một bài viết bất kỳ và cuối cùng là quay lại trang chủ đăng text và gọc ảnh lên trang cá nhân của Nick. Đây là mã code của em. Sẽ vào xem ở đây. Và bắt đầu chạy. Đó. Đây là đi thả một cảm xúc bất kỳ. Hãy sẽ cảm cho lúc 3 lần. Vâng, video của em đây kết thúc rồi. Em cảm ơn tất cả thầy cô và các bạn đã xem.